Rồi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Giúp Bồ Tuấn Nguyễn mình nha. Nay mình mới cập bến về cặp Giúp Bồ. Mình xin trên tay giới thiệu nhanh tới anh em ha. Bữa nay cặp Giúp Bồ đều là những biểu tượng của nước Mỹ, cũng như là biểu tượng của hãng Giúp Bồ đó anh em. Anh em trên tay cũng rất là sang trọng, ý nghĩa nha anh em. Hàng zin, chính hãng Giúp Bồ Mỹ, new full box nha anh em, chưa hề đụng chạm gì ha. Thì bên phải là em đồng nguyên khối khắc chìm mà hai biểu tượng nữ thần tự do Liberty và lá quốc kỳ Mỹ nha anh em, nữ thần tự do và lá cờ Mỹ ha, đồng nguyên khối Police Brass đáy lồi nha anh em. Còn bên trái là em Police Chrome cao cấp với khắc chìm mà logo ngọn lửa Giúp Bồ tỏa sáng ha. Ở dưới là dòng chữ SIN 1932 Giúp Bồ Wimrod Lighter. Em Chrome trắng này là hãng hướng đến sự sang trọng cổ điển, cũng như là mang đến biểu tượng của hãng ha. Đó là ngọn lửa Giúp Bồ. Thì số điện thoại mình để trên tựa đề clip nha anh em, 0909 828 779 ha. Anh em nào kết hai em nó cứ liên hệ mình. Hàng zin nha, chơi hay làm quà biếu quà tặng cũng rất là hay đó anh em. Giờ mình xin trên tay giới thiệu nhanh tới anh em ha. Đây là em đồng nguyên khối nữ thần tự do Liberty và lá cờ Mỹ ha, hai biểu tượng nổi tiếng nha, mặt sau cũng y chang vậy luôn. Đáy lồi nha anh em, hàng zin ha, chưa hề đụng chạm gì tới nha anh em, chính hãng Giúp Bồ Mỹ luôn, xài rất là ok ha, nhảy lửa giữ xăng lâu nha anh em. Giá hai em nó thì anh em nhấn vô tựa đề clip ha, hiện ra mô tả có giá hai em nó dưới ô mô tả để anh em xem. Khắc chìm tinh tế tỉ mỉ lắm anh em, nữ thần tự do và lá cờ Mỹ ha. Ở trên là nắp là chữ Liberty, dòng đồng rất là sang trọng, anh em trên tay rất là lịch lãm. Rồi kỹ với anh em xem luôn ha. Hàng zin. Rồi đây là em đồng nguyên khối nữ thần tự do Liberty và lá cờ Mỹ nha anh em, hai biểu tượng nổi tiếng ha. Anh em kết em nó cứ alo mình. Còn đây là em Police Chrome cao cấp, ngọn lửa Giúp Bồ tỏa sáng, Giúp Bồ Wimrod Lighter nha anh em. Em này hãng chế tác cũng rất là độc đáo đó nè. Em nó đấy lõm ha, mặt sau trơn bóng, cũng hàng zin luôn, chưa hề đụng chạm nha anh em, new full box luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh với Bồ Tuấn Nguyễn ngay bên dưới ha, tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Giúp Bồ bên mình. Bên mình thì giao toàn quốc luôn, uy tín với anh em cứ gọi điện là có hàng tới tận tay cho anh em sở hữu. Hàng xịn bên mình thì uy tín bao nhiêu năm nay rồi, anh em yên tâm. Có nhu cầu xem hình ảnh thực tế chi tiết hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình, đường link mình để vô mô tả, anh em nha vô xem. Đây mình trên tay nhanh thôi, soi kỹ anh em xem luôn ha. Hàng zin nha anh em, new full box luôn. Rồi nay mình về cặp Giúp Bồ đồng nguyên khối và Police Chrome ha, các biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ và hãng Giúp Bồ ha. Hàng zin full box, anh em nào kết hai em nó cứ liên hệ mình. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha, chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe ha, nhiều hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Tạm biệt anh em.